số chứ. Sợ. Mới đi làm táo hả? Dạ, ở kia. Thì nghỉ nhà đi làm cho thoải mái đi, cực đi. Đi á, đi. Nhưng mà thôi, tự nhiên nghỉ một ngày đi, tiêm trong đi luôn. Cái chỗ đó bà cái này bây giờ bà đứng thụt xuống cũng đúng không? Khủy chân xuống chân thấp quá nè, khủy cuốn rồi cái mặt xuống mới thấy được. Không, để cô lên xíu cũng được. Để nè, đi nè. Đây là vừa nè. Sao cắn. Thả lỏng ra. Để tối. Để sâu cho được rồi được. Dưới đây thì giống như anh Huy đang ngồi á. Đi.
Nhiều khi Út cũng sợ. Chú biết rằng đây hỏi đi làm có gì lắm không? Đông đông quen như kìa. Cái lậu mình là lớn như mấy mình. Nó canh hơi mẹ trứng. Nam á chị. Chị đâu làm thế à? Nam á bánh. Nói bánh nằm ngay chỗ đường Nguyễn Văn Linh gần ngân hàng Đông Á luôn á đi. Một cũng màu xanh đúng không? Cũng giống giống. Cái đó ở quê không có. Không có. Tuy ăn không kịp thôi. Chị mới nói em đi xuống biển, không em đi xuống biển đi mỏ. Thank you.
mà con hai chứ đang trót. Chưa đủ à? 11 phút rồi đó. Cậu bà đó, bỏ bà lên xe luôn đó. Chưa, chưa, chưa.